Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha của anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Suy niệm và cầu nguyện. Thực tế cuộc sống cho chúng ta hiểu rằng không phải lúc nào chúng ta xin cũng được, tìm cũng thấy, và gõ thì sẽ được mở ra cho. Điều này xem ra trái ngược với bài tin mừng hôm nay, trong đó phác họa hình ảnh Thiên Chúa như một người cha tốt lành, đấng hứa ban những điều tốt lành cho con cái của người. Vậy Thiên Chúa là người cha tốt lành thế nào? Của tốt lành mà Thiên Chúa Cha hứa ban cho con cái người là những gì? Chúng ta cùng suy niệm về ba điểm sau đây. Thứ nhất, vì là người cha tốt lành nên Thiên Chúa không từ chối lời cầu xin của con cái mình. Thật vậy, Chúa Giêsu hối thúc các môn đệ hãy đến với Thiên Chúa là Cha mà xin, mà tìm, mà gõ. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, và ai gõ thì sẽ mở cho. Tuy nhiên Chúa Giêsu không nói rõ phải xin gì, tìm những gì, hay gõ cửa nào. Xin, tìm, gõ như thế nào thì sẽ nhận được? Chắc chắn một người cha yêu thương con cái hết mực sẽ không từ chối lời cầu xin chân thành cho những nhu cầu thật sự quan trọng và cần thiết của con cái mình. Người cha mẫu mực và khôn ngoan sẽ giúp những đứa con của mình tìm thấy những gì đem lại lợi ích thật sự và vững bền cho chúng. Người cha thấu hiểu và biết nhìn xa trông rộng sẽ giúp con cái mình mở ra những cánh cửa của niềm vui và bình an thật sự, của tương lai và hạnh phúc vững bền. Thứ hai, Thiên Chúa là Cha tốt lành, nhưng vấn đề là những đứa con có đủ nhạy bén và tỉnh táo để nhận ra tình thương của Cha. Tình thương dạt dào nhưng không ủy mị, không bị cảm tính chi phối mà chiều con hư. Tình thương vừa sâu sắc, vừa khôn ngoan, lại vừa nghiêm minh, để con không ỷ lại vào tình thương của Cha mà đi quá giới hạn, chọn sai đường hay gõ sai cửa. Tình thương đủ lớn để vừa mềm dẻo, bao dung những khi con lầm lỗi, nhưng cũng vừa nghiêm khắc để răn dạy con nên người tốt. Nếu những đứa con hiểu được tình thương của một Thiên Chúa là Cha như thế, thì bất kỳ điều gì chúng xin hay tìm kiếm, hoặc những cánh cửa chúng muốn khám phá đều được Cha đáp ứng và hướng dẫn, để đứa nào xin thì cũng được, đứa nào tìm thì sẽ thấy, đứa nào gõ thì sẽ mở ra cho. Thật vậy, qua kinh lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy xin cho danh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Người dạy chúng ta xin Cha ban lương thực hàng ngày, xin Cha tha thứ cũng như xin cho mình biết tha thứ. Xin Cha đừng để chúng ta xa chứa cám dỗ, nhưng xin người cứu khỏi sự dữ. Chúng ta có xin Chúa Cha như thế không? Đồng thời Chúa Giêsu dạy chúng ta trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn những thứ khác như của ăn, đồ mặc, người sẽ thêm cho.
liệu chúng ta có tìm như thế? Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta hãy đi qua cửa hẹp và phải gõ cửa kịp lúc, kẻo khi chủ đã đứng dậy và khóa cửa lại thì không còn kịp nữa. Vậy chúng ta có gõ cửa hẹp và gõ đúng lúc hay không? Thứ ba, dù vẫn tin rằng chúng ta là những đứa con của một người cha yêu thương, nhưng biết bao lần chúng ta đã xin mà chẳng được, tìm mà chẳng thấy, gõ mà cửa chẳng mở cho. Chúng ta đang xin gì, đang tìm gì và đang gõ những cánh cửa nào? Biết đâu chúng ta đang xin những gì không thật sự có lợi cho đời sống, hoặc chỉ có cái lợi thoáng qua trước mắt mà thôi. Hay chúng ta đang bỏ quên những giá trị tin mừng vĩnh cửu mà đi tìm kiếm những giá trị mau qua. Hoặc chúng ta đang gõ sai cửa, cửa có thể dẫn chúng ta vào con đường lầm lạc, bất chính. Hoặc cửa rộng thanh thang dẫn tới những khổ đau, bất an, thì làm sao Chúa mở ra cho chúng ta được? Tác giả thư Gia-cô-bê nhắc nhở chúng ta rằng: anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Ngài mới biết rõ về Thiên Chúa. Hôm nay Ngài đã chỉ cho chúng con hãy biết cầu xin với Thiên Chúa là Cha yêu thương con cái hết mực, luôn sẵn sàng ban cho khi chúng con xin, cho gặp thấy những gì chúng con tìm kiếm và mở ra những cánh cửa khi chúng con gõ. Chúng con tin chỉ có Chúa là Cha yêu thương, rộng lượng, khôn ngoan và thấu suốt mọi sự, mới biết những gì tốt nhất cho chúng con. Xin giúp chúng con hiểu cách sâu sắc về sự tốt lành của Thiên Chúa là Cha và những gì tốt lành Người hứa ban cho chúng con, để chúng con biết xin, biết tìm, biết gõ những gì cần thiết cho phần rỗi đời đời của chúng con. Amen.